quý vị và các bạn đang tham quan hội chợ sinh vật cảnh Thanh Oai nằm trong khuôn viên của sân vận động huyện Thanh Oai, Hà Nội. Và đây là một tác phẩm rất là tuyệt vời muốn giới thiệu với quý vị và các bạn. Đây là một tác phẩm xanh lá móng rất là tuyệt vời. Bác xem thông tin của cây xanh này. Chủ nhân là Mr. 10 nhưng không đề số điện thoại. Một cây xanh lá móng rất là tuyệt vời. Cái lá của nó cong mũi hài rất là đẹp này. Độc non rất là đẹp. Nhìn cái lọc của xanh lá móng nó khác với xanh quê các bác nhé. Cái lọc của nó non, nó trong như này, rất là đẹp này. Quả móng mà thân được như này là không có đơn giản. Đúng rồi, vì cái lá móng nó phát triển mạnh về rễ, mà được cái thân như này cũng rất là hiếm các bác nhé. Cái rễ của nó bết với đá này. Gần 20 năm, đã mua gần 20 năm này làm cái tay. À, sở hữu được gần 20 năm này rồi. Cái này chắc nhiều năm lắm nhỉ? Yeah. Về đây đã 20 năm. Dòng móng là nó đẹp nhất trong dòng xanh. Rồi, ok, cây này đẹp. Cây này tổng thể cây rất là đẹp. Bông tán mịn. Được ký ở trên một khối đá cũng rất là hợp lý với những cây lùn cây như thế này. Cây chữ đấy. Cây này ngày xưa cụ chơi là theo nồi chữ công. Cây này hình như là có một số khách hỏi thăm. Và hiện nay thì anh 10 cũng chưa muốn cho ra khỏi vườn. Nhiều người hỏi. Nhiều người hỏi thăm. Cây này không rất điện thoại, nhiều người muốn sở hữu nó. Không để số điện thoại. Đã trả giá tới coi như phải là 5 tỷ rưỡi. Vâng. Cây là thông tin không phải một cá nhân mà rất là nhiều người có nói cây này là cũng đã có người trả giá tới tầm 5 tỷ rưỡi nhưng mà chủ nhân vẫn chưa muốn cho ra khỏi vườn. Cho ra cho nên là không để số điện thoại. Chỉ quan sát để ta chiêm ngưỡng nó thôi. Thế nên không ghi số điện thoại nữa. Vâng. Cái rễ của nó như thế này. Lá móng nó hiếm lắm. Chúng là móng mà để con da trắng như này hiếm. Thường thường nó xanh. Là móng mà khi phát triển ra thì nó xanh. Này, cái rễ của nó như này. Cái rễ nó cũng già, bết như này này. Già, bết và nó nẫn với đá. Thì lấy một con móng non. Bóng đẹp. À, lấy một con móng mà chưa được già như con này để phân biệt được. Tức là để nó đánh giá hai con nó khác nhau. Thì mình biết được độ già của nó. Tay cảnh rất là đẹp. Sụ hết, da góc nó sụn hết. Già kinh khủng luôn. Cái này là mua ngày xưa, mua phôi là mấy trăm triệu. À. Mua phôi... Phôi là mấy trăm triệu. Phôi mấy trăm triệu. Không ai dám xuống tiền mua con phôi này. Tiếp tục xem cây các bác nhé. Đây là một cây xanh. Cây xanh này được làm theo lối cổ. Chân vệ khỏe. Và xanh này là xanh Nam Điền. Bông tán mịn.
Buddha này. Cây xanh này hay này. Cây này rất là già. Già từ gốc tới từng chi răm luôn này. Rất là già cây các bạn nhé. Số điện thoại của chủ cây này. Rễ cái này rất là khỏe này. Các bác xem này. Lu như này. Nhăn nheo này. Ra lấy tận ngọn và chi răm nhé. Kiểu dáng của cây này cũng có những cái nét của cây cổ. Và nhìn tổng thể cây này cũng đẹp. Đây, bộ rễ của nó vàng như này. Quá khỏe luôn. Đây là cây sam hương. Cây sam hương này có đường chuyển của thân cũng rất là hay này. Bạn xem đường chuyển của nó này. Và tổng thể cái này nhìn cũng đẹp, hài hòa vui mắt. Xanh ba thân. Đây là một cây xanh Nam Điền, già cây. Bệ rễ gọn, đẹp. Bóng cây cũng rất là đẹp. Số điện thoại này. Cây này đang ra quả các bác nhé. Quả của nó này. Tổng thể cũng rất là đẹp. Các bác xem kỹ cây này. Những cây mang đến hội chợ sinh vật cảnh Thanh Oai đợt này phần lớn là những cây đẹp, chất lượng. Xanh này. Cây này cũng là xanh Nam Điền. Già cây. Xanh hai thân. Lá nhỏ. Các bác xem số điện thoại này. Xanh này. Cái này chủ nhân là Cao Đình Khải. Xanh cổ. Số điện thoại này. Bác xem cái đường chuyển của cây này, này rất là đặc biệt. Và cây này cũng được làm rất là kỹ các bác nhé. Giật rất là kỹ. Bồng tán mịn. Và tổng thể dáng cây đẹp.
hôm trước thì tôi cũng đã hỏi giá anh Khải cây này. Anh Khải cũng đã cho thông tin cái giá cây này là hơn tỷ các bác nhé. Các bác nhìn cái rễ của nó này, nó già như thế này. Cây lùn cây, nhìn chiều nào đẹp. Tiếp theo là một cây xanh ký đá. Cây này của nhân là Cao Đình Trọng. Xanh Nam Điền ký đá rất là đẹp. Bông tán mịn. Già cây. Xanh nữa này, xanh ký đá. Cây này chân vị rất là hay. Cây này lùn cây, đẹp. Và đây cũng là xanh Nam Điền. Bông tán mịn. Chi tiết một số tác phẩm đẹp tại hội chợ sinh vật cảnh Thanh Oai đã chia sẻ tới quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại.